Theo cơ quan thống kê, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng quý 1 đạt trên 7%, trong đó khu vực dịch vụ đóng tỷ trọng hơn 71%. Cục thống kê Đà Nẵng cũng nhận định, ngành dịch vụ du lịch sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng trong quý 2 và cả năm nay. Các chỉ số kinh tế quý 1 được cơ quan thống kê công bố vừa qua cho thấy, nền kinh tế đã chịu tác động mạnh bởi suy thoái kinh tế toàn cầu. Điều này thể hiện rõ nét khi kim ngạch xuất nhập khẩu quý 1 giảm, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng đều giảm. Trong bối cảnh đó, quý 1 năm 2023, khu vực dịch vụ và tiêu dùng là điểm sáng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó, giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng 11,5%, đóng góp hơn 71% vào mức tăng chung. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực nhờ những chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa mạnh mẽ và mở cửa nền kinh tế trở lại của chính phủ đã phát huy hiệu quả. Đây cũng là lợi thế để kinh tế Đà Nẵng duy trì được nhịp độ tăng trưởng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà hoạt động sản xuất công nghiệp cũng như là cái liên tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là trong quý 1 thì xuất khẩu đã giảm với mức giảm khá sâu. Bên cạnh đó thì cái lĩnh vực đầu tư và xây dựng cũng còn nhiều rủi ro thách thức, nên là cái tăng trưởng của Đà Nẵng hầu như là phụ thuộc hoàn toàn vào cái khu vực dịch vụ, mà đặc biệt là cái lĩnh vực du lịch. Quý 1 tại Đà Nẵng ghi nhận một số nhóm ngành dịch vụ duy trì mức tăng cao, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung như dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng hơn 70%, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng hơn 96%, nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng gần 21%, các hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác tăng hơn 78%, hoạt động vận tải kho bãi tăng hơn 13%. Riêng lĩnh vực thương mại giảm sâu, giảm hơn 13% do 3 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu hàng hóa có dấu hiệu trầm lắng, nhiều cơ sở hoạt động trong các ngành bán buôn có sự sụt giảm đáng kể, nhưng khu vực thương mại bán lẻ có tăng trưởng. Hiện nay thì cái số lượng khách mà đến để mà tham quan và du lịch thì càng ngày càng tăng, và nhờ đó mà coi là cũng có những cái thu nhập cho bà con, và từ đó là cũng phấn khởi. Không những là khách du lịch nước ngoài mà kể cả khách du lịch nội địa cũng đến với thành phố Đà Nẵng khá là nhiều. Thì tôi hy vọng là với cái lượng khách lớn như vậy thì là cái sức mua nó cũng sẽ ở thành phố cũng sẽ tăng lên, cũng như là cái kinh tế của thành phố Đà Nẵng cũng sẽ có những cái khởi sắc nhất định. Thì hy vọng là cái tình hình mua sắm, tình hình sức mua chung của thành phố cũng sẽ có những cái khởi sắc trong cái thời điểm này và từ đây đến cuối năm. Cục thống kê Đà Nẵng nhận định, ngành dịch vụ du lịch sẽ tiếp tục đóng vai trò trụ cột chính, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng trong quý 2 và cả năm 2023. Đạt đỉnh của du lịch như là quý 2 và quý 3 thì cái kinh tế cũng sẽ tiếp tục ổn định và đạt cái mức tăng trưởng khá tương đối như là quý 1. Tuy nhiên thì vào quý 4 thì cái mức này nó sẽ khả năng nó sẽ giảm. Tuy nhiên thì cũng vậy, có thể nói rằng là hiện nay thì các doanh nghiệp mà trong lĩnh vực sản xuất người ta cũng đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng, và cũng đang một số ngành mà có cái tỷ trọng VA cao trong cái lĩnh vực công nghiệp thì cũng đã có những cái bước chuyển mình phục hồi cũng khá là tốt. Tại hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mới đây, Đà Nẵng cũng đã triển khai quyết liệt các giải pháp để giữ vững tăng trưởng kinh tế, trong đó xác định du lịch dịch vụ là động lực phát triển kinh tế thành phố. Trong quý 2 và những tháng tiếp theo, Đà Nẵng sẽ tập trung khôi phục, phát triển thị trường khách du lịch quốc tế, thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm và tổ chức các sự kiện lễ hội đặc sắc, qua đó đặt mục tiêu đạt từ 1 đến 1,5 triệu lượt khách trong năm nay, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh để các ngành dịch vụ khác cùng tăng trưởng.